Hôm nay mình đã móc xong cái phần nối giữa hai họa tiết như vậy. Tổng cộng là mỗi mặt là 1, 2, 3 mối nối và phía dưới cũng có 3 phần nối như vậy. Để tiếp theo mình sẽ kéo dài cái phần ống tay áo của chúng ta. Nghĩa là kéo dài cái phần ống tay áo phía dưới này. Thì tại cái phần này mình sẽ móc một sợi. Sau đây mình sẽ lên 3 mũi xích. 1, 2, 3 mũi xích. Và sau đó móc một mũi kép 3 vào, vẫn vào cái phần chính giữa vòng tròn này. Sau đó mình sẽ móc lên 1, 2, 3 mũi xích. Tiếp tục móc 2 mũi kép 3 vào cái phần dây xích. Mình sẽ móc 2 mũi kép 3. Tiếp tục móc 1 mũi kép 3 thứ 2. Móc 3 mũi xích. 3 mũi xích này. Móc. Tiếp tục móc 2 mũi kép 3. Móc 3 mũi xích. Đó. Cái lần này mình cũng móc 2 mũi kép 3. Sau đó 3 mũi xích. Tiếp tục 2 mũi kép 3. Móc 3 mũi xích. Hai mũi kép 3 này. 3 mũi xích. Hai mũi kép 3. Mình lại móc thêm 3 mũi xích. Kép 3. 3 mũi xích. 2 mũi kép 3. Ba mũi xích này. Mình lại chuyển sang cái phần nối giữa hai họa tiết này, mình cũng móc tương tự như phần đầu tiên. 2 mũi kép 3 vào đầu cái phần cánh hoa này. Móc 3 mũi xích. Phần cánh này mình cũng móc 2 mũi kép 3. Xích. Phần chính giữa nhị hoa mình móc 2 mũi kép 3 và 3 mũi xích. Mình sẽ móc tương tự như thế cho đến hết xong cái hàng một phần dưới, phía dưới viền tay áo. 2, 3.
móc xong cái hàm thứ nhất thì mình sẽ móc tương tự. Phần này lại 2 mũi kép 3 và 3 mũi xích 2 mũi kép 3. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết cái hàng 1 của chúng ta. Đã móc xong cái hàng đầu tiên của phần phía dưới ống tay áo. Và mình sẽ kết thúc hàng 1 bằng một mũi trượt. Chuyển qua hàng thứ hai thì ban đầu mình lên 3 mũi xích. Sau đó móc một mũi kép 3 vào ngay chân đầu tiên. Móc 2 mũi xích. Tại cái phần dây xích này mình sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục móc 2 mũi xích. Và phía tương ứng 2 mũi kép 3 phía dưới mình cũng móc lên 2 mũi kép 3. Như vậy mình đã xong cái lượt đầu tiên thì mình sẽ tạo thành hình như vậy. Lượt tiếp theo mình móc tương tự. Từ đầu là 2 mũi xích. Sau đó 1 mũi đơn này. Tiếp tục móc 2 mũi xích. 2 mũi kép 3. Sẽ móc các lượt tương tự như vậy cho đến hết hàng. Mình đã móc xong hàng thứ hai của phần thân dưới và chuyển qua hàng thứ ba, kết thúc bằng một mũi trượt. Sau đó mình sẽ móc lên 3 mũi xích. Móc một mũi kép 3 vào ngay chân đầu tiên như vậy. Sau đó lại móc lên 1, 2, 3 mũi xích. Chuyển qua, bỏ cách cái phần chính giữa này, chuyển qua 2 mũi kép 3. Mình móc lên 2 mũi kép 3 tương ứng. Có thể thấy cái hàng thứ ba này tương tự gần giống hàng thứ một thứ nhất. Đó, mình cứ móc 3 mũi xích và 2 mũi kép 3. Lại 3 mũi xích. Tiếp tục móc 2 mũi kép 3. Móc 3 mũi xích. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết cái hàng thứ 3 của chúng ta. Sau khi móc xong hàng thứ 3 giống tương tự hàng thứ nhất, mình sẽ chuyển qua móc hàng thứ 4 tương tự hàng thứ 2 và hàng thứ 5 để lặp lại cái hàng thứ 3, thì chúng ta sẽ được kéo dài cái phần thân dưới như vậy. Mình tiếp tục móc phần kết thúc cái phần dưới ống tay áo. Ban đầu thì mình sẽ móc thêm hai mũi trượt. Sau khi kết thúc hàng thứ năm này, mình sẽ móc thêm 2 mũi trượt nữa. Chuyển qua cái hàng thứ 6. 1. Móc thêm 2 mũi trượt. Sau đó mình sẽ móc lên 6 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 mũi xích. Móc vào dây xích này 1 mũi đơn. Tiếp tục móc 6 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và một mũi đơn, để 6 mũi xích. Tiếp tục móc một mũi đơn,
và 6 mũi xích. Và 1 mũi đơn. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng thứ 6. Mình đã móc xong cái hàng thứ 6 như vậy. Và sẽ kết thúc bằng 1 mũi trượt tại cái phần đầu tiên. Sẽ móc 1 mũi trượt vào cái chân, cái phần đầu tiên. Sau đó tiếp tục móc thêm 2 mũi trượt nữa. 1 mũi này. Trượt nữa để đưa cái chân mũi chúng ta về chính giữa. Sau đó mình sẽ móc lên 1 mũi xích và chuyển qua hàng thứ hai. Thì tại cái phần dây xích đầu tiên này, mình sẽ móc vào 8 mũi kép 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau đó mình móc 1 mũi xích và kế tiếp dây xích kế tiếp móc 1 mũi đơn. Sau đó mình móc 6 mũi xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tục móc 1 mũi đơn và dây xích kế tiếp theo. Mình lại móc 6 mũi xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và móc 1 mũi đơn, 6 mũi xích. Móc 1 mũi đơn. Tiếp tục 6 mũi xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và móc 1 mũi đơn, 1 mũi xích. Như vậy mình đã hoàn thành xong lượt đầu tiên, gồm có một cái cụm 6 mũi kép 3 như vậy và 1, 2, 3, 4 dây xích. Chuyển qua cụm thứ hai thì mình sẽ móc lặp lại phần kế tiếp này, thì cũng là 6, 8 mũi, lặp 8 mũi kép 3 và tiếp tục 4 cái dây xích 6 mũi. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. 1 mũi kép 3 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau đó móc 1 mũi xích. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Mình đã móc xong đến phía cuối của hàng thứ tự nhất, hàng đầu tiên. Thì còn thừa ra một cái móc xích như vậy, cái dây xích như vậy, thì mình sẽ móc vào cái dây xích cuối cùng này 1 mũi đơn và chuyển luôn sang cái hàng thứ ba. Hàng thứ ba của phần phía dưới này thì mình sẽ móc 2 mũi xích. Sau đó mình sẽ móc tương ứng với cái cụm 8 mũi kép ở phía dưới, mình sẽ móc 2 mũi kép 3 vào hai chân liên tiếp nhau. 1, 2. Sau đó móc 2 mũi xích. Tiếp tục mình lại móc 2 mũi kép 3. Sau đó móc 2 mũi xích, 2 mũi kép 3. Hai mũi kép 3.
mũi xích. Như vậy mình sẽ móc tổng cộng là 4 cái cụm, 1, 2, 3, 4 cái cụm, 2 mũi kép 3, 2 mũi xích. Sau đó mình sẽ móc vào một mũi đơn, mình lại móc 6 mũi xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6, một mũi đơn, tiếp tục 6 mũi xích, lại móc vào một mũi đơn, lại 6 mũi xích. Một mũi đơn và lại móc 2 mũi xích để chuyển sang cái cụm tiếp theo, thì mình sẽ móc tương tự như cái phần đầu tiên và cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Móc đến phía cuối của cái hàng thứ 3 và sẽ được như vậy. Thì tại cái phần cuối cùng này mình sẽ móc một mũi đơn. Đó. Sau đó mình sẽ lên 3 mũi xích. 3 mũi xích như vậy. Và tiếp tục mỗi cái cụm này thì mình sẽ móc một mũi kép 3 này. Và 2 mũi kép 3 tiếp theo mình móc cùng một chân, 2 mũi kép 3 cùng một chân. Đó, xong cái cụm thứ nhất. Thì mình móc lên 2 mũi xích, chuyển sang cụm tiếp theo móc tương tự. 1 mũi kép 3 và 2 mũi kép 3 cùng một chân. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết 4 cái cụm cùng. 2 3 và 2 mũi xích. Tương tự mình lại móc. Móc 3 mũi xích. Các cái phần này thì mình cũng sẽ móc các dây xích mà cứ mũi đơn. Mình đã móc xong hàng thứ tư và chuyển qua hàng thứ năm. Nhất kết thúc hàng thứ tư bằng một mũi đơn như vậy. Sau đó mình móc lên 4 mũi xích. Tại hàng thứ năm này mình móc cụm thứ nhất gồm có một mũi kép 3. Kép 3 này. Và tiếp theo là 2 mũi kép 3 cùng một chân. 1 2 và mình sẽ móc tiếp một mũi kép 3. Tổng cộng cụm đầu tiên mình sẽ có 4 mũi kép 3. Sau đó móc lên 2 mũi xích. Chuyển sang cụm tiếp theo móc tương tự. 1 kép 3 này, 2 mũi kép 3 chung một chân. Và 1 mũi kép 3 thứ 4, 2 mũi xích. Từ mình móc tương tự. Một mũi kép 3. 2. Ba. Và 4. Sau đó mình móc 4 mũi xích. 1, 2, 3, 4. Kết thúc một mũi đơn, chuyển sang phần thứ hai thì mình vẫn móc tương tự 6 mũi xích,
một mũi đơn, lại bốn mũi xích và chuyển qua cái cụm kế tiếp thì mình móc tương tự giống cái cụm lượt đầu tiên, tương tự như vậy cho đến hết hàng. Vậy mình đã móc xong hàng thứ 5 và sẽ chuyển qua hàng thứ 6, kết thúc bằng một mũi đơn. Sau đó mình vẫn móc 4 mũi xích. Tại hàng thứ 6 này chính là hàng kết thúc thì phần mình sẽ đếm 1, 2. Và tại cái chân thứ 3 này mình sẽ móc 1 mũi kép 3. Sau đó móc 3 mũi xích và móc 1 mũi trượt, một mũi đơn, tiếp tục một mũi kép 3 thứ hai, 3 mũi xích và một mũi đơn. Mình xuyên vào đây và móc lên một mũi đơn. Đó. Tương tự một mũi kép 3, 3 mũi xích, một mũi đơn. Mình đã xong cái cụm thứ nhất, móc phần chính giữa này một mũi đơn. Tương tự mình móc lên 2 mũi xích, để đến 1, 2, 3. Chân thứ 3 mình sẽ móc một mũi kép 3, 3 mũi xích, một mũi đơn. Một mũi kép 3, 3 mũi xích và một mũi đơn. Một mũi kép 3 này, 3 mũi xích và một mũi đơn. Sau đó tiếp tục móc một mũi đơn, 2 mũi xích, móc vào cái chân thứ 3 này, 1 mũi kép 3, 3 mũi xích, 1 mũi đơn. Một mũi kép 3 này, và 3 mũi xích, một mũi đơn, và tiếp tục kết thúc bằng một mũi đơn, và lại 2 mũi xích. Mình móc tổng cộng là có 4 cụm như vậy. Sau đó mình sẽ móc 4 mũi xích. Và kết thúc. Móc 1 mũi đơn và 4 mũi xích để chuyển sang lượt kế tiếp. Thì móc tương tự như cái lượt mình móc xong đầu tiên như vậy. Cho đến hết hàng thứ 5. Mình đã móc xong hàng thứ 5 và sẽ kết thúc bằng một mũi trượt và 6 mũi xích, tiếp tục một mũi đơn và một mũi kết thúc. Vậy là hoàn thành. Thank you.
sẽ thực hiện giấu cái phần sợi chỉ thừa. Vậy mình đã móc xong cái phần thân phía dưới. Cậu mình sẽ có 1, 2, 3, 4 và 5. 5 cái cụm xoay cánh quạt này. Sau đây mình sẽ móc phần phía thân trên. Đầu tiên mình nên ấn lên 3 mũi xích. Sau đó móc một mũi kép 3 vào cái chân vừa rồi. Đó. Tiếp tục thì mình sẽ móc 3 mũi xích. Tại cái phần này thì mình sẽ móc vào 2 mũi kép 3. 1 này. 2. Móc 2 mũi kép 3 vào cái cánh này. Sau đó tiếp tục 3 mũi xích. Và mình sẽ móc 2 mũi kép 3 vào đây. Vào đầu cái cánh. 1. 2. Đấy, móc 2 mũi kép 3 vào đầu cái cánh bông hoa này. Sau đó lại móc 3 mũi xích. Thay vì như ở phía thân dưới mình sẽ móc 2 mũi kép 3 vào hai cái phần xích này thì mình sẽ chỉ móc 2 mũi kép 3 vào chính giữa cái cụm phía này thôi. Móc 2 mũi kép 3. Sau đó 3 mũi xích. Đây. Các bạn có thể thấy nó khác với cái phần thân phía dưới. Là mình móc 2 mũi kép 3 vào hai bên. Thì phần thân trên mình móc 2 mũi kép 3 vào chính giữa để thu hẹp cái phần ống tay áo của chúng ta, phần thân ống trên. Sau đó lại tiếp tục móc 2 mũi kép 3 và móc 3 mũi xích. Tiếp tục 2 mũi kép 3. Và 3 mũi xích. Mình móc 2 mũi kép 3. Và 3 mũi xích. Mình sẽ móc tương tự cho đến hết cái hàng 1 của phần thân trên ống tay áo. 2 mũi kép 3 này. 3 mũi xích. Tiếp tục 2 mũi kép 3. Lại 3 mũi xích. Lại móc 2 mũi kép 3.
1 này, 2 và 3 mũi xích. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Móc xong kết thúc hàng thứ nhất, chuyển qua hàng thứ hai. Kết thúc hàng thứ nhất móc một mũi trượt. Và tại đây mình sẽ móc lên 3 mũi xích. Tiếp tục một mũi kép 3 vào cùng chân đầu tiên này, sau đó lại móc 2 mũi xích và một mũi đơn vào cái dây xích phía hàng dưới, sau đó lại móc 2 mũi xích và móc 2 mũi kép 3 tương ứng với 2 mũi kép 3 hàng dưới. Đó, mình đã móc xong cái lượt đầu tiên. Lượt tiếp theo mình móc tương tự 2 mũi xích, một mũi đơn, 2 mũi xích và 2 mũi kép 3. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Mình đã móc xong hàng thứ hai và sẽ kết thúc một bằng một mũi trượt. Chuyển qua hàng thứ ba thì mình vẫn lên 3 mũi xích. Hàng thứ ba này mình sẽ giống móc giống hàng thứ nhất thì cũng là 3 mũi xích và sau đó tiếp tục lại 2 mũi kép 3. Một, hai, nếu móc 2 mũi kép 3 tương ứng với 2 mũi kép 3 của hàng dưới và chồng cái phần giữa này, tiếp tục lại 3 mũi xích, bỏ chấm cái phần giữa này, mình móc tiếp 2 mũi kép 3. Mình sẽ móc tương tự như thế cho đến hết hàng. Mình đã móc xong hàng thứ 3 và cũng kết thúc bằng một mũi trượt. Chuyển qua hàng thứ tư thì mình sẽ móc hàng thứ tư tương tự như hàng thứ hai, cũng móc hai lên 3 mũi xích, một mũi kép 3 vào ngay chân đầu tiên, sau đó móc 2 mũi xích, một mũi đơn, tiếp tục 2 mũi xích và móc 2 mũi kép 3. Sau đó hãy móc 2 mũi xích, một mũi đơn, 2 mũi kép, 2 mũi xích và 2 mũi kép 3. Mình sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng thứ 4 và mình cũng cứ lặp lại hai cái hàng thứ tương tự, hàng thứ 3 và hàng thứ 4 như vậy để mình kéo dài cái phần phía thân trên của phần tay áo. Mình đã móc xong cái phần ống tay áo thì tổng cộng cái phần phía trên là mình móc thêm 22 hàng, còn đây phần thân giữa và phần thân dưới như vậy. Mình sẽ móc hai phần ống tay áo tương tự nhau. Thêm một phần ống tay áo nữa. Tổng cộng là có hai phần ống tay áo. Sau khi móc xong phần ống tay áo, mình sẽ chuyển qua móc cái phần thân áo.